Những thông tin sẽ có trong bản tin VTV Chị Hiên số 6 ngày 17 tháng 12 năm 2023. Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển Đại học Harvard Thêm một học sinh Hà Nội Amsterdam xuất sắc đạt bên điểm IELTS 9.0. Cô giáo người Tây ứng dụng công nghệ dạy lớp xóa mù chữ. Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển Đại học Harvard Ngày 15 tháng 12, Lê Tuệ Chi, học sinh trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, trường đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia Hà Nội đã nhận được thư báo trúng tuyển của Đại học Harvard. Điều đặc biệt, đây là ngôi trường duy nhất chi nộp vào trong đợt tuyển sinh sớm, nhưng nữ sinh vẫn xuất sắc giành được mức học bổng 100%. Nói về niềm yêu thích với ngôi trường Harvard danh giá, Chi tiết lộ, Em không xác định hẳn khoảng thời gian từ lúc nào muốn vào trường, mà em khá thoải mái với việc nộp hồ sơ. Em chuẩn bị hồ sơ từ giữa lớp 11, và hồi lớp 10 em đã thích tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, nên em cũng không quá lo lắng. Bài luận của em là về nơi em sống và những bài học em rút ra khi nói chuyện với mọi người xung quanh. Bên cạnh tuệ chi, học sinh Hà Nội thời gian gần đây cũng đạt nhiều thành tích đáng nể. Như bạn Khánh Ly, học sinh lớp 12 a 1 trường Trung học phổ thông chuyên đại học sư phạm đã trúng tuyển vào đại học Yale. Tới lượt Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam lên tiếng với liên tiếp hai học sinh nhận thư trúng tuyển từ Đại học Cornell, bạn Thiên Lương, lớp chuyên tin và bạn Minh Hùng, lớp 12 hóa 1. Thêm một học sinh Hà Nội Amsterdam xuất sắc đạt bên điểm IELTS Ngày 13 tháng 12, Trần Khánh, sinh năm 2006, học sinh lớp 12 Anh 2, trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, đã đạt thành tích đáng nể khi đạt 9.0 IELTS. Được biết, cả ba kỹ năng Listening, Speaking, Reading của Trần Khánh đều đạt 9.0, riêng kỹ năng Writing đạt 8.0. Với thành tích này, Trần Khánh là học sinh thứ 5 của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đạt 9.0 IELTS ngay từ lần thi đầu tiên cô giáo người Tài ứng dụng công nghệ dạy lớp xóa mù chữ. Cô Vi Thủy Liễu, giáo viên trường mầm non 2 An Sơn, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, giảng dạy, dạy tại trường mầm non 2 An Sơn. Trong quá trình giảng dạy, cô Liễu luôn sáng tạo để tăng cường tiếng Việt cho học sinh. Do đó, khi nhà trường phân công hỗ trợ giảng dạy, dạy công tác xóa mù chữ trên địa bàn, cô Liễu đã không ngại nhận nhiệm vụ. Lớp mù chữ của cô Liễu dạy có 10 học viên, trong đó chủ yếu là dân tộc Tài và dân tộc Nùng. Cô Liễu tận dụng lợi thế là người dân tộc Tài để quan tâm sát sao các học viên của mình, dùng tiếng dân tộc để trao đổi lại kiến thức với học viên sau các buổi học. Cô linh hoạt trong việc dạy học, bên cạnh đó còn dạy trực tuyến qua Zalo vào tối thứ ba và học trực tiếp vào buổi chiều thứ sáu. Vì học viên chủ yếu là người lao động, nên lịch học sẽ được thay đổi, phù hợp với sĩ số tham gia học tập đầy đủ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin VTV Chị Hiên số 6 ngày 17 tháng 12 năm 2023. Chúc quý phụ huynh và các em học sinh có một tối cuối tuần vui vẻ và đừng quên đồng hành cùng chương trình vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên Youtube Học Văn Chị Hiên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.